cho anh em nha. Nay em về con mấy bào 5 tấc. Hàng 7 con nha, đầy đủ tô. Okuma nha. Sao để một tờ phải cho cậu nó hơi bứt ra nè, anh em là về hàng lại nha, còn lại cũng đi nữa nha. Có đẹp quá chuẩn nha, 450-500 gì đó. Đi đi vô xách cái cân lại đi. Cân. Con em có gì cần thì alo em nha. Rồi xe máy không là sang tay luôn nha. Con này giá rẻ 24 triệu. Nguyên mâm eto luôn nha. Bao chạy. Rồi em tập video, xin chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em.